Tôi xin chào công ty và chào các quý khách có mặt trong ngày hôm nay. Tên tôi là Tô Thị Thơm, tuổi 60, ở xã Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định. Tôi bị bệnh huyết áp thấp. Tôi có thăm khám ở các bệnh viện huyện Giao Thủy, một số phòng khám ở gần nhà. Huyết áp tôi thường rơi vào khoảng 70-80 và tôi thường xuyên hay bị hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, đặc biệt là khi ngồi xuống đứng lên thì cứ tối sầm lại. Có những lúc tôi bị choáng mà không phải mà choáng mà phải nằm ở nhà để truyền nước mất 4 đến 5 ngày liền. Khi con tôi thấy mẹ bị như vậy thì cũng hay mua thuốc ngoài ra. Trong nhà còn lúc nào cũng có trà gừng, kẹo sâm và sữa để dùng cho huyết áp không bị tụt. Nhưng cứ hết thuốc là cơ thể lại thấy mệt mỏi, nhiều lúc tay chân bị tê, rất khó chịu. Các con tôi thấy mẹ như vậy rất lo lắng và cách đây khoảng 5 tháng con gái tôi đang nằm trên bệnh viện đã mang về cho tôi 10 chai BQA đã chữa về huyết áp thấp. Tôi đã uống hết 10 chai và mua thêm 30 chai cho nó đủ liều. Còn cho nên tôi hết những biểu hiện khó chịu mệt mỏi như trước kia nữa và không còn mệt mỏi như trước kia nữa mà hiện giờ tôi thấy sức khỏe rất tốt. Tôi có đi thăm khám lại các bác sĩ nói là huyết áp về chỉ số bình thường chứ không còn bị thấp nữa. Hôm nay tôi đến đây để chia sẻ với các bác về cách chữa bệnh huyết áp thấp của tôi. Thực sự tôi cảm thấy rất vui vì bây giờ tôi thấy cơ thể khỏe mạnh chứ không còn yếu như ngày xưa nữa. Tôi xin cảm ơn công ty đã có bài thuốc hay để giúp tôi có thể khỏe mạnh như ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn.